Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến gọi là 5 mẫu nồi cơm. Thì ở trong này có 2 mẫu nồi 1 lít nhé các bạn. Đây, thì cả 2 mẫu nồi này đều là nồi cao tần. Đấy. Một nồi bên này là nồi nồi cao tần áp suất hút chân không. Còn đây là nồi cao tần hút chân không nhé các bạn. Thì 1 lít thì các bạn nấu được khoảng 2 bát, 2 bát rưỡi gạo ấy, khoảng 5 người ăn nhé. Còn 3 mẫu nồi dưới này là nồi nửa lít nhé các bạn. Thì trong đó có một nồi mâm nhiệt và 2 nồi là cao tần nhé. Rồi, mình vào chi tiết cho các bạn xem nhé. Đây, mẫu nồi số 1, mẫu nồi đầu tiên nhé các bạn. Đây là cao tần áp suất hút chân không nhé các bạn. Đây, bị áp suất đây. Cái này các bạn không lo đâu nhé, cái này là cái mảng nó bám vào thôi. Đây, cái này mình cậy nó ra nhé các bạn, mình lau nó ra ngay nhé. Đây, đây son các bạn này. Son còn rất đẹp luôn nhé các bạn. Son rất là đẹp luôn, son sóng nhé các bạn, rất là nặng. Đấy, bên trong trong ngoài là không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Tại vì nhiều quá nên mình không quay được cho các bạn, nhưng mà các bạn yên tâm là không có cái nào bẻ vỡ cả. Bẻ vỡ ở chi tiết nào thì mình sẽ nói với các bạn là chi tiết đó nhé. Đấy. Thì mình chia sẻ thêm một chút về cái mẫu nồi này các bạn. Thì cái mẫu nồi gần đây của Toshiba thì họ đã cải tiến, họ thay đổi hai tính ra là hai mẫu rồi. Nhưng mà cái mẫu nồi này ấy, nó bền hơn hai cái mẫu gần đây rất là nhiều nhé các bạn. Đấy, cái mẫu nồi này thì nó sản xuất năm 2011 nhé các bạn. Đấy. 2011 cái thông số này các bạn này. Đấy. Rất nặng luôn đấy các bạn. Rồi, các bạn nhìn được cao tần áp suất hút chân không này, áp suất hút chân không này đấy. Rồi, đây là mẫu nồi số 1 nhé các bạn. Mình ghi tạm là mẫu nồi số 1 thì mình đang bán mức giá là 1,3 triệu nhé các bạn. Nồi cao tần áp suất hút chân không 1 triệu 3. Còn rất đẹp luôn nhé các bạn. Các bạn nhìn kỹ một lần nữa này, gioăng này, son này. Đấy. Ngoại hình là không có cấn móp gì, không có bẻ vỡ gì nhé các bạn. Rồi, tiếp tục mẫu nồi số 2 là nồi cao tần hút chân không. Đây. Trong đây các bạn này, vung này. Cái này mình chưa vệ sinh được nhé các bạn. Đấy, son đây. Không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Đây mẫu nồi số 2 nhé. Mẫu nồi số 2 này thì mình đang bán mức giá là 800 ngàn nhé các bạn. Rồi, tiếp tục mẫu nồi số 3. Mẫu nồi số 3 là nồi nửa lít nhé các bạn. Đấy, nồi cao tần nửa lít này các bạn này. Đấy, cái này mình chưa vệ sinh được nhé các bạn, nó còn bám mảng cơm này. Thì khi các bạn lấy thì mình sẽ vệ sinh kỹ, các bạn yên tâm nhé. Đây, son đây. Son này nó có cái vết gà mổ như này rất là nhỏ, không sao nhé các bạn. Còn mặt ngoài là bằng màu inox luôn. Đấy, cũng không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Rồi. Mẫu nồi này thì mình đang bán mức giá, mẫu nồi số 3 nhé các bạn. Thì mình đang bán mức giá là 450 ngàn nhé các bạn. Rồi. Tiếp tục mẫu nồi số 4. Mẫu nồi số 4 này còn rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn nhìn này còn rất là mới luôn nhé. Đấy. Thì về quy cách là cái kiểu thiết kế là y chang cái mẫu nồi số 3 luôn đấy các bạn, không khác cái gì luôn. Đây, nó có vết chấm này các bạn này. Đấy. Này son nó có bị chảy dưới đáy như này nhưng không sao nhé các bạn. Này, cái này các bạn nấu cơm cho gia đình hai người, hai ba người các bạn. Ông bà mình ở quê mình đi làm sao, ông bà ở quê ăn cái nồi là vừa nhé các bạn. Đấy, mẫu nồi này là mẫu nồi số 4 nhé các bạn. Mình đang bán mức giá là 300 ngàn nhé các bạn. 300 ngàn. Tính ra là nó còn hơn cả nồi Việt Nam luôn đấy các bạn. Rẻ hơn luôn đấy. Rồi, tiếp tục là mẫu nồi số 5. Đây là nồi cao tần nhé các bạn. À, mình quên nói các bạn. Cái nồi này là nồi mâm nhiệt nhé các bạn. Đấy, các bạn nhìn mâm nhiệt này. Cái cháy đen này thì không sao nhé các bạn. Cái cháy đen này thực ra là không phải là cháy đâu, mà là cái các bạn nhìn cái vết nước hoặc là cái vết đồ ăn của người ta ở bên kia, người ta dính vào đấy các bạn. Chứ không phải là cháy đâu nhé các bạn. Thì khi mà gửi đến các bạn thì các bạn yên tâm là mình sẽ thử hết cơm nước nhé các bạn. Rồi đây, mẫu nồi cuối cùng, mẫu nồi số 5. Đây, son nó cũng có chấm nhỏ như này các bạn, nhưng không sao đâu các bạn yên tâm nhé. Ngoài thì nó bị như này. Chừng nào nó bong nó chóc ra ấy, thì mình dùng bằng cái mui sắt mình cào ấy, thì nó mới sợ thôi, còn như này không sao nhé các bạn. Thì cái độ bền tuổi thọ rồi độ cơm ngon thì mình khẳng định là kể cả thải giá thành luôn đấy các bạn, là hơn nồi Việt Nam chắc chắn luôn đấy các bạn. Rồi, đây là mẫu nồi số
5 mẫu nồi cuối cùng các bạn, thì mình bán mức giá là 350.000 nhé các bạn. Đấy. Rồi thì qua video này của mình có 5 mẫu nồi này, thì bạn nào chọn mẫu nồi nào thì liên hệ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.